là thức quà dân dã mang nét đặc trưng của miền Tây sông nước. Bánh đúc lá dứa dai dai, sần sật, được ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy, nước đường ngọt lịm, thơm ngon. Hay bánh da heo, bánh chuối hấp cốt dừa cũng sẽ mang lại cho thực khách những trải nghiệm hương vị vô cùng hấp dẫn. Chị là người thích cái đồ ăn miền Tây cho nên tất cả những cái loại chè và bánh chị đang bán nó đều là xuất phát gốc của nó là từ miền Tây Nam Bộ. Mình có điều chỉnh khác với phiên bản gốc một chút xíu. Ví dụ như bánh đúc lá dứa thì phiên bản gốc nó sẽ có nước đường và nước cốt dừa. Nhưng mà mình cũng là hai loại đó nhưng mình tạo nó thành một loại sốt để người ta để ta nhớ đến mình. Nước sốt đấy là nó từ cốt dừa, từ đường, từ một số những nguyên liệu gọi là vani rồi để cho nó tạo thành một cái sốt đặc biệt đấy để cho nó hòa quyện, bởi vì thường là ở trong miền Tây là họ sẽ là nước cốt dừa riêng và nước. Nhấn mạnh một lần nữa là cái tạo nên cái sự hấp dẫn cho những cái món bánh ở đây ấy, chắc chắn là cái phần nước cốt dừa. Khi mà mọi người ăn cái nước cốt dừa tươi ấy, mọi người sẽ thấy được cái sự khác biệt hẳn, rất là thơm, độ ngọt dịu thôi. Và chắc chắn rồi, khi mà chấm với cả cái bánh da lợn này này, hòa quyện vào với nhau rất là dễ ăn. Và tiếp đến sẽ là một cái món bánh khác có cái màu vàng đặc trưng, đó là bánh chuối hấp nhá. Và bánh chuối hấp này thì cũng không thể thiếu được một cái phần nước cốt dừa phủ lên thêm một chút lạc nữa. Trong cái bánh chuối này thì cũng sẽ có một chút dừa tươi ở đây. Ăn rất là thơm. Ở đây kể cả những phần nước cốt dừa hay những phần bánh ấy, chị đều làm cái vị nó rất là vừa phải, không cái món nào nó bị ngọt quá cả. Và qua những cái món bánh rất ngon rồi thì chắc chắn rồi, khi mà đến với cả một cái hàng chè thì mình sẽ cũng phải thưởng thức những cái món chè. Cơ được chị chủ quán giới thiệu là ở đây thì chè bưởi cũng như là chè Sương Sa Hàn Lựu là những cái món ăn đặc trưng và phổ biến nhất. Và phải nói thật là khi mà chị chủ quán chị đã tâm huyết với cái phần nước cốt dừa tươi này rồi thì cơm thấy là cho vào bánh hay là cho vào chè nó đều rất là ngon. Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị và tuyệt vời đối với Cương. Với cái thời tiết này ấy, thì mình vẫn sẽ có những cái
hay và thú vị riêng khi mà mọi người muốn thưởng thức những cái món chè hay là đặc biệt là những cái món bánh. Mọi người nếu mà ai muốn thưởng thức những cái món bánh đặc biệt và độc đáo như thế này hay là những cái món chè bưởi, chè Sương Sa hạt lựu có những cái hương vị, có những cái phần nước cốt dừa tươi rất là ngon, thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay Minh Ơn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như là người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.